còn anh đây như kết khờ, hay vì tình em không bến bờ, để hôm nay anh bỡ ngỡ em thờ. Tình này anh trao người mãi mãi, dẫu thời gian trôi không uốn vai, đường dài em đi nhìn người ra đi, dù rằng anh không lỗi làm chi. Rồi em sâu, em mắt, dáng em thon thả, bước đi cho thong thả, mấy câu đòn đà, không làm tiềm nhà anh biết là tính anh hối hả. Chào đi không mong cha, giữa chốn xa hoa tự hỏi nàng nhớ anh không hả. Thì cái thời tiết này nó rất là lạnh, cho nên là anh em ra ngoài đường, hay là những anh em nào đi học, hay là đi làm xa, hay là như nào đấy, thì anh em lên mặc cho mình một cái áo ấm vào anh em ạ. Thì đấy thì Lam cũng chỉ muốn nhắc nhở là anh em lên mặc ấm vào khi đi học, khi đi làm, để bảo vệ cho sức khỏe của mình anh em nhá. Trong anh bao tối, nhưng câu em đừng đi nữa. Những bên môi mím chặt, chẳng thể một lần nói ra. Bỏ em đi sống xa. Cho đẹp, con gái con đứa giờ em là idol em hiểu không, ra ngoài nó là phải đẹp nhất, mà khi mà em ra ngoài em đẹp thì lúc nào anh được hãnh diện, em hiểu không? Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho anh cơ hội để anh được chăm sóc em, được ôm lấy em từng đêm. Trong lăng thang mắt mắt ở chẳng ai thèm kè. Nay trông sang trang cầm hoa phất cờ hàng trăm nghìn nghe. Ca chép nay hoa rồng đã hút cha là xếp ca vô bờ. Đang nghe thì lại sống như tiên. Ở tất cả những điều tốt đẹp lẽ ra không xứng được trời ban tặng. Mãi luôn đậm sâu. Hey, là và em có một điểm chung là đều giúp anh dậy sâu, nhưng em vẫn là nợ anh. Trong tất cả những cái thằng tán em ấy, thì anh là thằng đẹp trai nhất và hoàng tử là chỉ của anh thôi. Cùng với bùn bó rồi vòng đào em dừng lộ thiên đường ở trên giường, chỉ một đêm là xứng như tiên. Thương ơn tiên khi về đêm nào có tiền, gió mưa ngoài kia thì làm sao em có. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai, để hôm nay anh đã phũ phàng về với quà của Luyến, kể cả nó có chất lượng đến đâu hay là nó thấp hèn đến đâu thì Lam vẫn đeo thôi. Tốt
tốt nhất là đừng lên để bị mắc. Còn ai bị mắc rồi thì mình xin chúc mọi người là lạc quan yêu đời và thật là vui vẻ. Mẹ mình không sợ Covid. Mày cứ đi về trên này đi. Tao chăm mấy F0 người ta mà không bị làm sao đây. Trái đất tôi yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời. Covid sẽ đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn dạng người áo trắng xin mạnh mẽ lên.